cô đơn ở trong bóng đêm, ở trong bóng đêm. A falling in my love, yeah, em cũng thấy sao? Joker with the bed, ngồi làm mấy bao. Hi, xin chào mọi người, mình là Destiny và mình đến từ đội No Again. Và hôm nay mình sẽ đến với lại chương trình The Profile. Hãy đón xem mình hát và tham gia những cái thử thách nào nhé. Và sau đây là bài hát Giá Như được sáng tác bởi Destiny. Let's go. Stacy, come back, baby. Sẽ như cơn mưa ngọt kia rồi sẽ dần tạnh lại, và sẽ như anh đã quên đi những nỗi đau hiện tại. Sẽ như lời hứa kia sẽ mãi mãi không phai, chìm đắm trong những ước mơ mà ta đã vội khép lại. Lòng mình hạt mưa đang rơi ngoài hiên, em vẫn ở đây chờ em về bên. Cơn mưa này anh trôi sâu vào tim, để rồi một mai anh lỡ nhớ lại. Sau những nỗi nhớ, anh đã cố gắng quên đi hình em giờ. Có những lời hứa, anh đã biết chứ em không thèm ghé giờ. Bầu trời dần xám, cơn đã quen với những niềm đau giờ, với những niềm đau giờ Có lẽ trái tim anh đã mất mát, quá nhiều tình cảm vào một chiều đông. Em ơi thật lòng anh đã khoác lác, tại sao em muốn ta phải rời nhau? Hỡi đau, nhưng không sao đâu, em biết mọi thứ là do anh mà, là do anh mà, Cô đơn ở trong bóng đêm, ở trong bóng đêm. Trời sẽ mong rơi, sẽ như cơn mưa ngổ kia rồi sẽ dần tàn lại, và sẽ như anh đã quên đi những nỗi đau hiện tại. Sẽ như lời hứa kia sẽ mãi mãi không phai, chỉ đắm trong những ước mơ mà ta đã vội khép lại. Lòng lạnh hạt mưa đang rơi ngoài hiên, anh vẫn ở đây chờ em về bên. Cơn mưa này anh trôi sâu vào tim, để rồi một mai anh lỡ nhớ lại. Dạ chưa. Thế là tại vì em sinh ở Huế á, thì nhà em kiểu khó khăn trong việc mà kiểu đi chơi với bạn bè ở ngoài kiểu vậy, nên là cũng không có mấy cái trường hợp nó xảy ra. Ý là tại vì cái giai đoạn đó em chỉ là thử thôi, thử cái hương vị mới. Chưa. Nước mắm chưa luôn. Dạ có. Tại vì lúc đó em nhớ là em đi chơi net với anh Hảo em, thì kiểu hai thằng đều trốn luôn. Kiểu lúc đó gần thi đại học rồi, xong rồi trốn đi chơi net. Dạ chưa. Không, em học sinh trung bình. Dạ có. Dạ em ăn vụng trong lớp. Kiểu lúc đó em đói quá, lúc đó trong tiết á. Xong cái em xin cô đi vệ sinh, nhưng mà lúc đó em đi xuống em đi mua bịch bánh tráng lên em ăn, cái bị bắt lại cái ghi vào sổ đó bài. Và tiếp theo đây là ca khúc Không Cần Tình Yêu của Destiny. Let's go. It's easy, come back, baby. Để em còn bên anh, tìm lại những ký ức xưa mà đôi ta từng ngày nói đến. Chạm vào nỗi đau bên trong, anh không còn thức những đêm mong chờ em về nơi mà ta lại yêu. Cause I don't need your love, baby, yeah. Chỉ cần những nỗi nhớ đôi ta từng hay cầm tay với nhau, chỉ còn khói thuốc với anh là bạn trong những đắng cay. Anh không nuối tiếc, anh không giận hờn vì em với ai. Cause I don't need your love, baby, yeah. Chỉ cần những nỗi nhớ đôi ta từng hay cầm tay với nhau, chỉ còn khói thuốc với anh là bạn trong những đắng cay. Anh không nuối tiếc, anh không giận hờn vì em với ai. Có giọt nước mắt để cho lòng mình không phải đau đớn, nhưng sao vết sứa trong tim của anh giờ lại sâu hơn. Có lẽ những lúc bên nhau anh đã là một kẻ tồi, anh không muốn thấy ai kia cùng em hôn lên khẽ. Môi em đang tan dần đi, những vết sáu trong tim anh đã như đóng băng. Tình yêu ở trong tràn lại không quan tâm tới
ta điều đó. Anh đã muốn thấy bóng em lại cô đơn như vậy. Anh chỉ muốn anh đã phải đưa đây, anh ta đưa đây. Cause I don't need your love, cause I don't need your love. I say I don't need your love, don't need. Cause I don't need love, baby. Yeah, chỉ cần những nỗi nhớ đôi ta từng hay cầm tay với nhau. Chỉ còn khói thuốc với anh là bạn trong những đắng cay. Anh không nuối tiếc, anh không giận hờn vì em với anh. Chỉ còn khói thuốc với anh là bạn trong những đắng cay. Anh không nuối tiếc, anh không giận hờn vì em với ai. Giờ Trapper, giờ Tupac. Tại vì em theo cái xu hướng mà kiểu catchy rất là nhiều. Em không những mà nghe nhạc US UK mà còn nghe mấy thể loại nhạc của K-pop rất là nhiều nữa. Nói nhóm nhạc thì không hẳn, nó là một cái tổ đội gang hip hop của bên Hàn Quốc là High Gang Music. Concert cá nhân. Giờ B-Ray. Giờ cái đó cũng tùy thuộc nữa. Nhưng mà nếu được chọn thì em nghĩ là em chọn album. Giờ trong tưởng tượng của em là chính. Trải nghiệm thực tế của em thì em sẽ chủ yếu rap về đời sống của em nhiều hơn. Còn những cái giai điệu, âm điệu mà em sáng tạo ra thì em sẽ gọi là tự tưởng tượng ra xong rồi vẽ nó lên. Hai mọi người, mình là Dasne. Và đây là ca khúc Love All Day All Night được trình bày bởi mình và producer của mình Billy. Let's go. Easy comeback, baby. Love all day all night. I fall in my love, yeah, em cũng thấy sao. Choker with the bed, ngồi làm mấy bao. I don't need the world, chỉ cần thấy nhau. Sẽ như ta đã yêu như lúc ta mới chào. Calling to my phone, em bảo em thấy đau. Looking in my eyes. Ok, anh hiểu ý em mà. Để có được tình yêu thì anh không thể thiếu là qua nhà biểu thêm. Quá yêu em, muốn điên đầu luôn. Baby, I just need you. Oh baby, I just need you. Lá thư tay viết xong dùng luôn. Quá yêu em, muốn điên đầu luôn. Baby, I just need you. Oh baby, I just need you. Sẽ như anh có thêm nụ hôn. Em không ăn được không? Em không ăn được không? Xa vòng tay, anh còn muốn em ở đây. Từ đằng xa anh nhìn thấy rằng em. I'm falling in my love. Love all day, all night. Baby, I just need you. Oh baby, I just need you. Love all day, all night. Baby, I just need you. Oh baby, I just need you. Love all day, all night. Lái xe qua nhà em, anh biết em chờ ai. Chờ em đi thật xa, nơi đó không một ai. Có em đang cạnh bên nhưng khó để gần lại. Anh chỉ muốn được yêu nhưng mà em lại nói tình yêu nó thật hay. Baby, chắc trong lòng em còn nhiều mây đen. Có lẽ do em đã đâm đầu em mới gái không màu từng hay quen. Khó để yêu nhưng mà có thể hiểu là em muốn được cương trưởng như người yêu. Và em muốn phải mua chịu chúng mình chiếu quả muốn ta lâu đại trong lòng. Baby, I just need you. Oh baby, I just need you.
là anh thích là từ 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 quá yêu em muốn điên đầu luôn. Baby I just need you, oh baby I just need you. Sẽ như anh có thêm nụ hôn. Em không ăn được không? Em không ăn được không? Chỉ cần thêm nụ hôn của em, chỉ cần thêm nụ hôn của em. Người rơi xa vòng tay, anh còn muốn em ở đây. Từ đằng xa anh nhìn thấy dáng em. I'll fall in my love, oh. Love all day, all night. I just need you, oh baby, I just need you. Love all day, all night. Sự thật mà ít ai biết về em là kiểu bình thường người ta làm nhạc, người ta sẽ có rất là nhiều cái công đoạn khác nhau để mà làm. Nhưng mà thực sự thì em làm hết những cái công đoạn đó. Đầu tiên là em sẽ đi kiếm beat trên mạng trước. Xong rồi tiếp theo là em viết lời, rồi em tự mixing. Với lại lâu lâu thì có cái bạn producer sẽ phụ em đánh beat. Còn về video banner này kia thì em cũng tự làm. Nghệ danh của em là Dasney. Và cái ý nghĩa của cái tên này là lúc mà người ta nghe nhạc của em xong á, là người ta sẽ kêu là đã vậy nè, là đó là Dasney á. Em nghĩ là em sẽ kinh doanh bình cứu hỏa, tại em thấy cái đó dễ kinh doanh. Có nhà cậu mợ em có bán. Có, đó là cái series rapper văn phòng của em á. Là nó tổng cộng có 6 series. Và series cuối cùng sẽ là cái bài về nhóm em tên là No Again. Tại vì trước đây thì em hay làm những cái công việc mà văn phòng này kia á. Thì em thấy có nhiều người người ta thích âm nhạc, người ta đi vô văn phòng làm. Tại vì kiểu người ta muốn làm nhạc á, mà người ta gặp nhiều trở ngại về vấn đề tài chính á, là em chỉ là một cái người mà kiểu lấy những cái cảm hứng từ những cái người làm văn phòng, xong rồi em đem nó vô cái âm nhạc của em. Cái khó nhất hả? Em nghĩ là kiểu đôi khi gặp mấy người bạn không cùng kiểu chí hướng thôi, còn lại thì ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong tập của The Profile ngày hôm nay. Mong là các bạn sẽ ủng hộ và theo dõi mình trong cái chặng đường làm nhạc sắp tới. Cảm ơn các bạn rất nhiều.